Thời tiết nóng bức làm mồ hôi tiết ra nhiều, bụi bẩn bám vào da, cùng với sự phát triển của nhiều vi sinh vật trên da làm gia tăng các bệnh về da. Ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, nhưng ở trẻ em và người cao tuổi dễ mắc bệnh hơn, bởi vì trẻ em hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện, còn người cao tuổi sức đề kháng ngày càng bị suy giảm. Mùa hè, nhiều loại côn trùng, ký sinh trùng sinh sôi phát triển, cộng thêm các yếu tố nắng nóng kéo dài, môi trường khói bụi làm biết tắc lỗ chân lông, tuyến bã, tuyến mồ hôi ở trên da của cơ thể nóng ẩm quá mức. Đây là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, nấm thường xuyên cư trú tại da phát triển nhanh và gây bệnh ở da. Nó sẽ có những cái nốt mẩn nhỏ li ti, hầu như là xuất hiện khắp người, từ đầu mà cho đến tay chân. Hầu như xuất hiện các người và thường xuất hiện vào cái thời điểm mà thời tiết nóng nhất, hoặc là các cháu ra nhiều mồ hôi. Đối với chóc lở thì thường là đó là một tình trạng nhiễm trùng trên da, thì nó xuất hiện rẻ rác với những cái thương tổn là đường kính khoảng 0,5 cho đến 1 cm, với biểu hiện là bong tróc và tiết dịch. Và những trường hợp này ấy, thì các cháu nó có cái tình trạng ngứa vô đó, các cháu nó thường hay gỡ, thì gỡ thì làm cho cái bệnh này nó còn lan rộng, và cái bệnh này nó cũng lây lan ở những các cái cháu đi cùng nhà trẻ với nhau hay cùng mẫu giáo với nhau. Rồi đối với bệnh nấm da thì cái triệu chứng chung là vẫn ngứa, nhưng mà cái vị trí xuất hiện thì nó thường ở những cái vùng kín, là cái nơi mà mặc đồ thường xuyên này, rồi cái đồ ẩm nó cao này. Bệnh ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, nhưng gây ngứa ngáy, khó chịu, dễ lây lan, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Bệnh ngoài da có thể tái đi tái lại, khó điều trị dứt điểm, có thể lây lan cho người xung quanh. Để phòng bệnh trong thời điểm nắng nóng, mọi người cần giữ vệ sinh cơ thể, tránh để độ ẩm trên da quá cao và uống đủ nước. Ăn uống cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mình cái lượng nước nó mất như vậy mà mình không cung cấp đủ nước thì cơ thể mình thiếu nước thì sẽ nó tăng cường tiết dầu, cho nên các cái tuyến mồ hôi nó bị viêm, rồi nó gây viêm nhân lông. Do đó là ít nhất trong mùa hè này, nếu ai làm việc ở môi trường nóng ẩm, nóng nhiều, tay là người heo thì uống ra nhiều mồ hôi thì uống khoảng một ngày tầm 2-3 lít nước, có khi hơn. Các bác sĩ khuyến cáo khi gặp các vấn đề về bệnh ngoài da, cần đến khám ở các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tình trạng bệnh diễn tiến nặng mới thăm khám.